Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Anh, bão lớn, gió giật sắp ập vào Trung Quốc. Trong các thập niên gần đây, chính trị Anh đã chứng kiến các cuộc đấu quyết liệt vì châu Âu. Nhưng nay, Trung Quốc đang chiếm chỗ là vấn đề đối ngoại lớn nhất của nước này. Thái độ chống Trung Quốc có vẻ đang gia tăng trong chính trị gia của Anh. Một phần vì cách Bắc Kinh ứng phó trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, và cũng vì Bắc Kinh mới nhất muốn áp đặt luật an ninh mạng lên Hồng Kông. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson. Có những nhóm mới do nghị sĩ đảng bảo thủ lập ra như China Research Group đòi đường lối mạnh mẽ hơn. Các mạng lưới của giới nghị sĩ lập nhóm mang trên WhatsApp để hợp tác về chính sách. Dear Crosson từ Policy Exchange cho rằng các nhánh khác nhau trong đảng bảo thủ đã đang tìm cách tới với nhau để đòi cứng rắn hơn với Trung Quốc. Ông nói các nhánh này gồm nghị sĩ thân Mỹ sợ thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ bị đe dọa nếu Anh không thù hằn Trung Quốc bằng Tổng thống Donald Trump. Các nghị sĩ quan tâm về vấn đề nhân quyền của người Hồi giáo, Uyghur và những người lo Trung Quốc thách thức trật tự thế giới. Các nghị sĩ ở miền Bắc nước Anh lo lắng rằng nhà máy ở vùng này bị Trung Quốc đe dọa. Một số nghị sĩ muốn Thủ tướng Anh Boris Johnson từ bỏ hoặc giảm bớt kế hoạch cho phép Huawei tham gia mạng 5G. Một số lại muốn có phản ứng mạnh vì Hồng Kông. Nhiều người kêu gọi Anh phải xét lại căn bản chiến lược về Trung Quốc. Thủ tướng Boris Johnson của đảng bảo thủ ủng hộ giao thiệp với Trung Quốc. Khi còn là thị trưởng London, ông ủng hộ Thủ tướng David Cameron trong việc muốn tạo ra thời đại vàng son trong quan hệ giữa Anh và Trung Quốc. Khi còn làm ngoại trưởng, ông luôn nói với các vị quan khách Trung Quốc rằng con gái ông đang học tiếng Hoa. Trong phỏng vấn được Phoenix Television phát ở Hồng Kông hè năm ngoái, ông còn nói thêm, chúng tôi rất thân Trung Quốc. Một số nghị sĩ đảng bảo thủ lo ngại về điều họ xem là giọng điệu chống tàu mới của đồng nghiệp. Một người đã nói như sau, tôi không chắc họ hiểu gì nhiều về Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chuyến thăm Trung Quốc. Nghị sĩ Richard Graham, chủ tịch nhóm Party China Group đã nói, điều quan trọng nhất là làm việc như thế nào và như thế với đối tác mạnh với Trung Quốc là rất đúng. Một số nghị sĩ tin rằng Anh Quốc sẽ không chịu nổi một cuộc chiến chính trị với Bắc Kinh trong khi cần đầu tư Trung Quốc. Vậy thì chính phủ Anh có thể làm gì trước sức ép khác nhau này? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Các bộ trưởng Anh sẽ cố gắng để Anh bớt phụ thuộc vào chiến lược vào Trung Quốc và sẽ có thêm bảo vệ để các công ty Anh không bị Trung Quốc thâu tóm, nhất là khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành và giá trị tài sản của những công ty này bị sụt giảm nghiêm trọng. Tuần này, Thủ tướng nói Hạ viện rằng ông đang lo ngại về các nước đang mua lấy công nghệ của Anh. Sức ép hạn chế của Huawei đầu tư vào mạng 5G của Anh có thể khó mà cưỡng lại. Cũng sẽ có cố gắng thiết lập liên minh chặt chẽ hơn với nhiều nước để điều phối các áp lực của Trung Quốc. Lord Huawei, cựu ngoại trưởng cho rằng nghệ thuật hay là làm sao cho các bộ tìm ra cách để tăng độc lập chiến lược cho Anh, mà cũng tìm ra căn bản mới để đối thoại với Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của Anh cũng tiết lộ, chúng ta cần phải tìm con đường giữa đế quốc xấu xa và cúi đầu cam chịu. Tìm ra con đường đó sẽ khó lắm khi mà Anh đang gặp sức ép từ Washington, Bắc Kinh và Nghị viện tại London. Cựu thống đốc Anh nói Trung Quốc đã phản bội Hồng Kông. Đây là hình ảnh ông Chris Patten, thống đốc cuối cùng của Hồng Kông, từ ngày 19 tháng 7 năm 1992 cho đến khi kết thúc chính quyền Anh trên lãnh thổ vào ngày 30 tháng 6 năm 1997. Trung Quốc đã phản bội người dân Hồng Kông, vì vậy phương Tây nên thôi nhún nhường Bắc Kinh, theo lời Chris Patten, thống đốc cuối cùng thuộc địa cũ của Anh này đã tiết lộ. Bắc Kinh cũng sắp sửa áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hồng Kông sau một chiến dịch biểu tình đòi dân chủ kéo dài vào năm ngoái tại thành phố này, vốn được hưởng nhiều quyền tự do không được cho phép ở Trung Quốc đại lục. Thông tin được đưa ra tiếp theo, người dân Hồng Kông đã bị Trung Quốc phản bội. Ông Patten, được báo The Times của Anh đã dẫn lời và nói như vậy. Ông nói Anh có nghĩa vụ đạo đức, kinh tế và pháp lý đứng lên để bênh vực người dân Hồng Kông. Ông Patten giờ đã 76 tuổi, từng chứng kiến quốc kỳ của Anh được hạ xuống ở Hồng Kông khi thuộc địa này được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Sau hơn 150 năm cai trị của Anh áp đặt lên lãnh thổ này, sau khi Anh đánh bại Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất.
quyền tự chủ của Hồng Kông được đảm bảo theo thỏa thuận nhất quốc lưỡng chế được minh định trong tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh vào năm 1984 do Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương và Thủ tướng Anh Thatcher ký kết. Nhưng việc Trung Quốc định áp đặt luật an ninh mạng có nguy cơ hủy hoại tuyên bố đó. Ông Patel đã nói như vậy. Mỹ đã gọi đạo luật này là hồi chuông báo tử đối với quyền cai trị của thành phố và anh nói hết sức lo ngại về luật mà họ nói sẽ làm suy yếu nguyên tắc nhất quốc lưỡng chế. Điều chúng ta đang chứng kiến là một chế độ độc tài mới của Trung Quốc, ông Patel nói. Chính phủ Anh nên nói rõ rằng điều này chúng ta đang thấy là sự hủy hoại hoàn toàn tuyên bố chung. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo Washington sẽ phản ứng rất mạnh nếu Bắc Kinh xúc tiến luật an ninh này tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam cho biết chính phủ của bà sẽ hợp tác trọn vẹn với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia, điều mà bà nói sẽ không ảnh hưởng đến các quyền tự do hay sự độc lập tư pháp. Ông Patel cũng nói rằng phương Tây nên ngừng theo đuổi hứa hẹn hão huyền về những lợi lộc từ Trung Quốc và rằng Anh nên suy nghĩ thấu đáo về sự tham gia của các công ty sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei trong mạng 5G của nước này. Thủ tướng Boris Johnson đang định sẽ giảm bớt sự tham gia của Huawei trong mạng 5G của Anh trong bối cảnh khủng hoảng do viêm phổi Vũ Hán, theo báo The Daily Telegraph đưa tin. Cũng theo bản dự thảo luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông, Trung Quốc có thể sẽ thiết lập các cơ quan an ninh tại đặc khu này khi cần thiết. Hôm 22 tháng 5 năm 2020 là ngày khai mạc kỳ họp thứ 3 khóa 13 của Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức là Quốc hội Trung Quốc, một bản dự thảo quyết định về thiết lập và cải thiện hệ thống pháp lý cùng các cơ chế thực thi dành cho Hồng Kông để đảm bảo an ninh quốc gia đã được trình lên hội nghị này. Bản dự thảo gồm 7 điều, trong đó đáng chú ý nhất tại điều 4 có một nội dung như sau. Khi cần thiết, các tổ chức an ninh quốc gia liên quan của chính quyền Trung ương Trung Quốc sẽ thiết lập các cơ quan tại đặc khu hành chính Hồng Kông để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan nhằm bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với luật. Và nội dung này cũng đã được ông Vương Trần, Phó Ủy viên trưởng ban Ủy ban Thường vụ của Quốc hội khóa 13 nêu ra trong bài phát biểu tại phiên họp kỳ họp này vào hôm 22 tháng 5. Nội dung này được truyền thông Hồng Kông và phương Tây đặc biệt chú ý. Cũng theo trang Financial Times, giới chỉ trích lo ngại rằng luật an ninh với nội dung như trên sẽ cho phép các tổ chức an ninh quốc gia của Trung Quốc, chẳng hạn như là Bộ Công an ninh quốc gia là cơ quan phụ trách an ninh quốc gia và hoạt động tình báo chính của Trung Quốc, hoạt động công khai tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh người dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình chống lại áp đặt mới từ Trung Quốc, trong khi hoàn cảnh vẫn tiếp tục bắn đạn hơi cay và xịt cay từ cảnh sát để giải tán đám đông. Tạm thời ước tính có khoảng 120 người đã bị bắt cho đến 18 giờ ngày 24 tháng 5. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết các nhà ngoại giao bên ngoài lo sợ việc Bắc Kinh thiết lập các cơ quan như vậy tại Hồng Kông có thể sẽ trao cho giới chức an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục các quyền thực thi pháp luật. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, giới phân tích và cả các đại biểu của Hồng Kông tại Quốc hội Trung Quốc vẫn còn đang thắc mắc làm thế nào mà các cơ quan an ninh quốc gia của chính quyền trung ương và địa phương có thể vận hành chung tại Hồng Kông và việc thực thi pháp luật sẽ được tiến hành ra sao để không gây ra tình trạng bế tắc hoặc một cuộc khủng hoảng do những xung đột giữa luật quốc gia và luật tại Hồng Kông. Tôi quan ngại về các chi tiết làm thế nào để luật được thực thi ở Hồng Kông. Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Trung Quốc sẽ phải công bố thêm thông tin và giải quyết những lo ngại của người dân Hồng Kông. Hiện tại, các đại biểu được cung cấp rất ít thông tin. Bernard Chan, một đại biểu Hồng Kông tại Quốc hội Trung Quốc, nói như vậy. Bản dự thảo trên sẽ được bỏ phiếu vào cuối kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc ở Bắc Kinh và có thể vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Theo báo Nikkei của Nhật Bản, luật an ninh quốc gia trên có thể có hiệu lực sớm nhất là vào khoảng tháng 6, nhưng thời gian chính xác vẫn chưa rõ. Còn trang của Hồng Kông dẫn các nguồn tin cho biết luật mới sẽ được đưa ra vào phụ lục số 3 của luật cơ bản Hồng Kông và sẽ được chính quyền Hồng Kông công bố trước tháng 9 năm nay. Gần 200 nhân vật chính trị từ khắp nơi trên thế giới ngày thứ Bảy đã lên án luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh cho Hồng Kông. Trong đó bao gồm 17 thành viên Quốc hội Hoa Kỳ,
vào lúc căng thẳng quốc tế đang gia tăng về đề xuất thành lập căn cứ tình báo của chính quyền Trung Quốc ở Hồng Kông. Đây là hình ảnh các cuộc biểu tình vẫn đang diễn ra tại Hồng Kông vào hôm 24 tháng 5 năm 2020. Trong một tuyên bố chung do cựu thống đốc Hồng Kông Christopher Patten và cựu ngoại trưởng Anh Rishi King tổ chức, 186 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực luật pháp và chính sách nói các luật được đề xuất là một cuộc tấn công toàn diện vào quyền tự trị, nền pháp trị và các quyền tự do căn bản của thành phố, và là sự vi phạm trắng trợn tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Thông tin cho biết, nếu cộng đồng quốc tế không thể tin tưởng Bắc Kinh sẽ giữ lời khi nói về Hồng Kông, mọi người sẽ ngần ngại tin lời Bắc Kinh về những vấn đề khác. Họ viết như vậy. Luật này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh xấu đi nhanh chóng, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra cái chết của nhiều trăm nghìn người và hàng triệu người đã mắc bệnh dịch này và con số tăng lên mỗi ngày. Các quan chức Mỹ nói rằng luật này của Trung Quốc sẽ bất lợi cho cả nền kinh tế của Hồng Kông và Trung Quốc và có thể gây nguy hại cho tư cách đặc biệt của lãnh thổ này trong luật pháp của Mỹ. Dù vậy, Trung Quốc sẽ bác bỏ chỉ trích của các nước khác là can thiệp vào việc nội bộ của họ. Một số nghị sĩ của đảng ông Trump, thượng nghị sĩ Marco Rubio chẳng hạn, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ và thượng nghị sĩ Ted Cruz đã ký tên vào tuyên bố. Những người ký bên bảng Dân chủ bao gồm dân biểu Eric Enger, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, và Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo đặc tuyển thường trực của Hạ viện Mỹ. 44 thành viên Hạ viện Mỹ và 8 thành viên của Thượng viện Anh cũng đã ký tuyên bố này, bên cạnh các nhân vật từ khắp châu Âu, châu Á, Úc và Bắc Mỹ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020 với bản tin Anh ra công bố bão lớn, gió giật sắp ập vào Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de